Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là giờ là trưa ngày thứ năm anh em, ngày 22 tháng 2 2024. Thì hồi sáng sớm nay lúc 7 giờ sáng mình có quay một cái đoạn video về những cái cách làm mà chạy trực tiếp từ tấm pin không qua lưu trữ mọi người. Thì sáng giờ em đang cũng được mấy tiếng đồng hồ, em nhận được chắc cỡ mấy chục cái tin nhắn của anh em. Khen có, chê có, góp ý có và hỏi thăm cũng rất là nhiều. Và em cũng đã giải đáp hết rồi. Xoay qua xoay lại thì em thấy còn tồn đọng một số câu hỏi. Có một vài anh em nhắn vô hỏi là hệ chạy trực tiếp thì đó, nhìn thấy biết rồi đó, còn bây giờ nếu mà làm độc lập thì nó sẽ như thế nào. Thì ở đây em có đem mấy tấm pin ra nè. Em mới đem tấm 206 ra. Sáng em không có đem tấm này ra, em sáng em đem hai tấm kia. Giờ có tấm này lý do là tại vì nãy mấy anh tới nhà mua đó, anh kêu đem ra test. Test anh lấy được mấy tấm mà còn tấm nữa anh không lấy. Em còn nhiều lắm nha mọi người, chứ không phải còn tấm này không, nhưng mà mấy ảnh lấy đủ số lượng. Còn tấm này em để đây nè, lát nữa em quay video cho anh em xem luôn. Thì mấy ảnh lấy mà chừa lại tấm, em đem ra cũng 4-5 tấm. Thì em vẫn dùng hai tấm 200W đó, em vẫn đi vô con này. Bây giờ anh em gắn cái tấm 206 này vô chung như đó cũng được, nữa nói tiếp vô cũng được, nó không có sao hết. Nhưng mà tấm 206 này có thể nó bị mất, nó còn 200 thôi. 206 biến thành 200, tại vì cái ampe nó phải theo mấy thằng kia. Đó thì bây giờ mình nói tiếp miếng tấm pin thì vô con Mạnh Quân. Mạnh Quân này anh em thấy là cái vôn của nó đi từ 18V cho tới 150V lận. Cho nên mọi người lắp pin rất là dễ lắp nha, cực kỳ là dễ lắp. Thì em review lại cho mọi người nếu mà làm độc lập nó sẽ như thế nào ha. Thì hồi sáng là cái con này chúng ta chỉnh chế độ inverter. Chỉnh chế độ inverter và đầu ra của nó hệ 12 chúng ta chỉnh là 14,4, 14,5. Chúng ta qua con này là ra 220 chạy luôn. Còn bây giờ mình vừa gắn cái ắc quy vô. Ắc quy mình gắn thị phạm cho anh em coi thôi ha, mình lấy ắc quy nhỏ thôi cho dễ khiêng. Mấy cái bự bự khiêng mệt quá. Nhiều anh em nói tối ngày đem ắc quy nhỏ đâu ra này kia. Mình có ắc quy bự cho mọi người, 100 ampe mình có nó cả dưới đít ghế cả anh em thấy không? Hai cái ắc quy bự có dưới đó. Nhưng mà mình không có chủ trương xài ắc quy đó, tại vì một ngày mình khiêng ắc quy tới lui rất là nhiều lần. Ắc quy bự quá khiêng mệt lắm mọi người, nhỏ nhỏ này nè cho dễ. Thì ở đây qua cái con kích thì mọi người cứ đơn giản vậy nè. Cái ắc quy của ông ta và cái con kích đó là được đấu song song với nhau. Có nghĩa là gì? Chúng ta lấy điện từ cái Mạnh Quân ra, phải không? Lấy điện Mạnh Quân ra. Chúng ta đưa vào dương vô kích, âm vô kích, rồi sau đó chúng ta cũng từ đó đó. Chúng ta lấy điện ta đưa qua con bình ha, cái bình. Thì anh em muốn lấy điện qua bình từ chỗ này cũng được nè, chỗ này cũng được, hoặc là từ chỗ này cũng được ha. Hoặc là anh em làm một cái CB rồi anh em đưa qua cái CB đó qua cũng được. Nói chung là cái con kích và cái ắc quy là đấu song song với nhau nha, song song với nhau. Đó ha, ắc quy anh em có thể đưa điện lấy điện từ chỗ này hoặc là lấy điện ngay trên thân con kích cũng được. Giống như mình đang làm. Nhiều bạn thì coi cái video chạy trực tiếp đó, rất là hứng thú, nhưng mà các bạn muốn biết là nếu mà bây giờ có ắc quy cho gắn vô nó sẽ ra sao, thì đó mình quay thêm cái đoạn này cho anh em coi ha. Gắn ắc quy vô thì nó sẽ như vậy, và khi mà có ắc quy rồi thì hệ thống của chúng ta nó chạy rất là ok nha mọi người. Ắc quy này đóng vai trò là một cái ổng áp. Hệ thống của chúng ta nó sẽ không bị thiếu điện khi mà tấm pin mặt trời nó hết. Thì cái vấn đề mà chạy trực tiếp không cần ắc quy là dùng để chữa cháy thôi, chứ còn về lâu về dài và muốn xài an toàn, ổn định, chất lượng đảm bảo thì chúng ta nên có ắc quy như thế này. Rồi bây giờ anh em cứ xài thoải mái đi. Trời nắng, vừa nắng mà vừa có ắc quy nữa thì cái hệ thống này chúng ta chạy gọi là thoải mái nha, chạy vô tư. Còn các bạn mà có những thiết bị 12V giống như mình, anh em có thiết bị 12V giống như cái quạt của mình nè. Đây, để cho nó đứng lại đi. Đó, mình 12V thì anh em không cần quan kích nào hết, anh em kẹp sẵn vô cái bình luôn. Kẹp vô bình như mình nè. Làm ta xài thiết bị 12V. Hoặc là anh em có những cái máy bơm hồ cá nè. Bơm chìm đồ này kia đó. Bơm chìm, bơm nổi, bơm hồ cá, bơm này kia. Hoặc là bơm để làm mát cái mái nhà của chúng ta gì đó. Thì anh em cứ kẹp vô bình ha, hệ 12V. Hệ 24V cũng ok, hệ 36, 48 gì đó tùy anh em. Đó, còn nếu mà anh em mà xài điện 220 giống như quạt ở bên cạnh thì chúng ta mua một con kích ha. Con kích thì tùy anh em, muốn mua loại lớn loại nhỏ gì đó là tùy túi tiền. Đấy, thì hệ thống năng lượng mặt trời độc lập nó như vậy nè mọi người. Đó, vài tấm pin để ngoài nắng ha. Có ắc quy anh em, có ắc quy càng lớn càng tốt nha. Rồi, tấm pin như thế đó. Bây giờ cái hệ chỉ vài triệu quạt thôi anh em, vài triệu là xài là múc mùa lại thủy rồi. Đây này, đưa vô con sạc đó, vào bình
Rồi tự bình qua kích luôn. Rồi xài luôn. Đó. Giá tiền thì như mọi người biết rồi. Tấm pin mà hễ mà 200W á, 200W áp thấp áp cao 9 pb á, thì giá 1.450.000 bao ship. Còn tấm pin 260 này, 260 là 10 pb nha. 10 pb nha mọi người, rất là to lớn nha. Rất là to lớn, 10 pb giá là 1.600.000 bao ship. Đó. Anh em thấy được giá mua, còn vấn đề bớt thì mình bớt không nổi nha mọi người. Giá chuẩn nó như vậy rồi. Mình bao ship có nghĩa là mình đã bao cho anh em cái tiền ship và cái công gói nữa. Đó, cái công gói nữa nha. Đó, công gói hàng nữa nha anh em. Cái công gói với tiền ship á, cái tấm đó không là hơn 100.000, hai tấm đó 200. Công gói với tiền ship á. Còn tấm này là công gói với tiền ship là khoảng 150 nè. Cho nên khi mua hàng mọi người nhớ là mình đã bao ship rồi và gói ghém mình đã bao công hết ráo rồi. Em chỉ mua đi em về chạy thôi. Đó. Các bạn nào đam mê những cái hệ như này hãy liên hệ nha. Đó, chúng ta có thể chọn hệ 24 hay là hệ 12 hay là 448 gì đó tùy chúng ta. Nhưng mà mọi người nên tính toán ha. Nếu anh em tính toán cái đó mà cảm thấy hơi bối rối thì liên hệ mình. Tại vì làm mỗi một cái hệ là chúng ta phải tính toán, ví dụ như con này là hệ con 12. Vậy là buộc phải làm hệ 12. Làm hệ 12 thì lắp pin như thế nào. Đó, rồi bao nhiêu tấm rồi này kia. Đó, rồi cái bình, hệ bình của chúng ta cũng phải 12. Còn 24 thì nó phải tương ứng theo. Chứ không phải mình đem mua đồ vật tư về rồi mình mới ngồi tính nha anh em, mà là tính trước mới mua vật tư. Đấy. Thì anh em thấy là đó, hệ năng lượng mặt trời độc lập nè. Trưa nắng như này anh em gắn 5-7 quạt vô thoải mái, gắn tivi coi tivi thoải mái luôn. Thôi mình xin chào anh em nhé, mình hẹn anh em ở những mặt hàng lần sau. Đam mê mua hàng thì hãy liên hệ bên kênh mình nha. Đó, tất cả những cái này đều đã có giá rồi. Bạn nào mà cần muốn biết giá rõ hơn nữa thì liên hệ. Mạnh Quân 60A là 1.500.000 nè, Mạnh Quân 45A là 1.300.000. Hàng của em bán là có wifi nha, có wifi. Chứ còn cái loại mà không có wifi thì nó lại rẻ hơn 100.000 nữa nè. Mình bán là chủ trương là có wifi, tại vì cái wifi nó cách có 100.000 thôi, người ta thêm 100.000 nữa đem ta coi dữ liệu trên điện thoại trên máy tính nó sẽ rất là hợp lý ha, rất là ok. Rồi thôi em kết thúc video đây ha. Em chào mọi người, em hẹn gặp mọi người những mặt hàng lần sau nhé. Đam mê thì hãy liên hệ em.